tạ ơn Chúa cũng qua lời chủ cầu của Đức Mẹ. Xin cho tất cả những nguyện vọng của chúng ta và những người thân của chúng ta sẽ được nhờ lời Mẹ chủ cầu mà dâng lên Chúa. Và chúng ta tin rằng cũng như ngày xưa ở tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu không bao giờ từ chối những lời van xin của Đức Mẹ. Và hôm nay cũng thế, trong gia đình chúng ta, trong họ hàng chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta, trong xã hội chúng ta cũng có những cái khó khăn, có những cái lúc là thấy toàn là nước chứ không còn có rượu của tình nghĩa, của yêu thương, của đoàn kết, thì chỉ còn biết chạy đến với Chúa Giêsu. Nhưng mà đến trực tiếp với Chúa thì chúng ta cũng sợ vì chúng ta yếu đuối, tội lỗi bất toàn. Nhưng chúng ta có người Mẹ rất là thương yêu chúng ta và cũng đầy quyền năng là Mẹ Maria và Mẹ Lavan sẽ tiếp tục chuyển cầu cho chúng ta được như là chúng ta sở nguyện. Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô, chúng ta từ muôn phương, từ Bắc, từ Nam và từ nhiều địa phương khác, chúng ta quy tụ dưới linh đài của Mẹ Maria Lavan để chúng ta dâng thánh lễ hôm nay là thánh lễ ngày Chủ nhật thứ năm mùa Phục sinh, với cái chủ đề lớn lao là Chúa Giêsu nói Chúa là cây nho còn tất cả chúng ta là cành nho. Nếu chúng ta muốn sống, chúng ta phải kết hiệp với Chúa, và nếu chúng ta muốn sinh hoa kết trái, chúng ta càng cần có Chúa, bởi vì không có Chúa chúng ta không làm được gì, kể cả mở miệng ra để kêu tên Đức Chúa Trời. Vì ý thức được đời sống chúng ta rất cần Chúa, cần hơn cả cơm ăn áo mặc. Vì thưa anh chị em, chúng ta cũng cần cơm ăn áo mặc, nhưng mà một lúc nào đó chúng ta có cơm ngon, chúng ta có áo đẹp, chúng ta có đủ mọi thứ cái sơn hào hải vị, nhưng mà không còn ăn được nữa thì cần cái gì đấy? Chúng ta có thể cần tiền bạc, nhưng mà có lúc chúng ta ngồi ở trên núi tiền mà không có hạnh phúc. Có lúc chúng ta có nhà cao cửa rộng mà thấy gia đình tan nát vì tất cả những cái mưu mô cạm bẫy của ma quỷ, nhất là trong cái xã hội ngày hôm nay. Chúng ta chỉ còn cần có Chúa thôi. Có Chúa là chúng ta có tất cả. Nhưng mà chúng ta biết trông cậy vào ai để biết chắc chắn là chúng ta có Chúa, chúng ta sẽ được Chúa thương chúng ta? Thưa, chúng ta có một người mẹ rất thương chúng ta, đó là Mẹ Maria. Bất cứ lúc nào trong lịch sử giáo hội, hễ con cái Chúa gặp đau khổ mà ngửa mặt lên trời kêu Chúa ơi, Mẹ ơi, lập tức có Mẹ xuất hiện. Ở Fatima, ở Lộ Đức, ở La Vang và nhiều nơi khác. Và chúng ta đang đứng trên cái linh địa của Mẹ La Vang đây. Cái nhiều thế kỷ tiền nhân của chúng ta, những người công giáo can đảm không chấp nhận bỏ đạo, thà chết không bỏ Chúa, thì cuối cùng đã chạy vào rừng, cái nơi chúng ta sống ở, đang đứng ở đây cách đây 200 năm, là cọp beo, là thú dữ, không có ai dám vào đây. Nhưng mà không còn cái đường sống, thì tiền nhân chúng ta đã vào đây để ẩn náu nơi rừng thiêng nước độc này. Và trong lúc đói khát bệnh tật lại ngửa mặt lên trời, Cha ơi, Mẹ ơi, Mẹ đã xuất hiện. Và ngày đây chúng ta thấy còn cái dấu tại nơi đây, Mẹ đã xuất hiện để cứu vớt, để chỉ cho cách dùng những cái lá địa phương để uống vào và hết bệnh, rồi lại còn được có lương thực và được cái đức tin mạnh mẽ để nhờ các ngài mà ngày hôm nay chúng ta còn biết tôn thờ Chúa chân thật, tôn thờ Chúa Giêsu Kitô. Tất cả lòng biết ơn, tất cả tâm tình mạnh mẽ trong đức tin, tất cả đức mến đó chúng ta dâng trong thánh lễ này. Xin Chúa thương củng cố mỗi cá nhân, mỗi gia đình chúng ta. Chắc chắn chúng ta cần Chúa như những cành nho, muốn sống và muốn sinh hoa kết trái phải hiệp nhất, gắn chặt với cành, với thân nho là Chúa Giêsu. Xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ và xứng đáng được Chúa chấp nhận những lời cầu nguyện của chúng ta qua lời chuyển cầu của Mẹ La Vang. Và bây giờ chúng ta cũng nhớ đến năm đôi hôn nhân, cũng là như anh chị em chúng ta đã thề hứa đi vào đời sống hôn nhân và đã trung thành cho đến ngày hôm nay. Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em này để lời cam kết trở thành lời hứa danh dự trước mặt Thiên Chúa, trước mặt Hội Thánh,
trước mặt Đức Mẹ, trước mặt họ hàng và cộng đoàn. Hôm nay anh chị em sẽ làm mới là lời cam kết đó tại linh địa của Mẹ La Vang để một lần nữa đóng ấn cái phước lành của Chúa trong cuộc đời hôn nhân của anh chị em. Cứ nhớ dù thế nào đi nữa, có bóng mẹ như là bóng cây tùng, cây bách, cây đa che chở bao nhiêu dung bão của cuộc đời không thể nào làm hại anh chị em được nếu anh chị em vững tin vào Chúa Giêsu và trông cậy vào sự che chở cầu bầu từ ái của Mẹ chúng ta. Anh Francisco Xavier Chương và chị Teresa Phượng thân mến, cách đây 16 năm khi cử hành bí tế hôn phối, anh chị đã cam kết trọn đời thủy chung với nhau trong đời sống gia đình Kitô giáo. Cam kết đó vẫn còn nguyên giá trị trước Thiên Chúa và được Hội Thánh tôn trọng và bảo vệ. Hôm nay, để làm mới lại và hoàn thiện cam kết hôn nhân của anh chị, xin mời anh chị nhắc lại lời cam kết đó với lòng tin tưởng và tri ân Chúa Kitô đứng suốt 16 năm qua đã đồng hành cùng anh chị trong mọi thăng trầm của cuộc đời. Như là chủ cầu của Đức Mẹ La Vang, xin Chúa Kitô tiếp tục hướng dẫn và bảo vệ tình yêu vợ chồng và hạnh phúc gia đình của anh chị. Xin mời hai cháu Linh cùng đặt nắm tay. Anh Francisco Xavier Chương xin xác nhận lại quyết định không thay đổi của anh là xin chọn em Teresa Phượng làm vợ và hứa sẽ mãi giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Em Teresa Phượng xin xác nhận lại quyết định không thay đổi của em là xin chọn anh Francisco Xavier Chương làm chồng và hứa sẽ mãi giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em. Xin Thiên Chúa đói thương xác nhận lời tái cam kết của anh chị trước Thiên Chúa và Hội Thánh. Nguyện cho tình yêu Chúa Kitô thánh hóa và mãi mãi nối kết tình yêu của anh chị. Điều Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Amen. Amen. Anh Phêrô Trí và chị Maria Hạnh thân mến, cách đây 17 năm khi cử hành bí tế hôn phối, anh chị đã cam kết trọn đời thủy chung với nhau trong đời sống gia đình Kitô giáo. Đó vẫn còn nguyên giá trị trước Thiên Chúa và được Hội Thánh tôn trọng và bảo vệ. Hôm nay để làm mới lại và hoàn thiện cam kết hôn nhân của anh chị, xin mời anh chị nhắc lại lời cam kết đó với lòng tin tưởng và tri ân Chúa Kitô đến suốt 17 năm qua đã đồng hành cùng anh chị trong mọi thăng trầm của cuộc đời. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, xin Chúa Kitô tiếp tục hướng dẫn và bảo vệ tình yêu vợ chồng và hạnh phúc gia đình của anh chị. Anh Phêrô Trí xin xác nhận lại quyết định không thay đổi của anh là xin chọn em Maria Hạnh làm vợ và hứa sẽ mãi giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Hạnh xin xác nhận lời quyết định là xin chọn anh và hứa sẽ mãi giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và chung thủy anh mọi ngày suốt đời em. Xin Thiên Chúa đối thương xác nhận lời tái cam kết của anh chị trước Thiên Chúa và Hội Thánh. Nguyện cho tình yêu của Chúa Kitô thánh hóa và mãi mãi
mãi nối kết tình yêu của anh chị. Điều Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen. Amen. Rô Tài và chị Maria Trân thân mến, cách đây 20 năm, khi cử hành bí tích hôn phối, anh chị đã cam kết trọn đời thủy chung với nhau. Trong đời sống gia đình Kitô giáo, cam kết đó vẫn còn nguyên giá trị trước Thiên Chúa và được Hội Thánh tôn trọng và bảo vệ. Hôm nay để làm mới lại và hoàn thiện cam kết hôn nhân của anh chị, xin mời anh chị nhắc lại lời cam kết đó với lòng tin tưởng và tri ân Chúa Kitô, đứng suốt 20 năm qua đã đồng hành cùng anh chị trong mọi thăng trầm của cuộc đời. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Phan, xin Chúa Kitô tiếp tục hướng dẫn và bảo vệ tình yêu vợ chồng và hạnh phúc gia đình của anh chị. Anh, Rô Tài xin xác nhận lời quyền, lời quyết định không thay đổi của anh là xin chọn em Maria Trâm làm vợ và hứa sẽ mãi mãi lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau ốm cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Em Maria Trâm xin xác nhận lại quyết định không thay đổi của em là xin chọn anh Phêrô Tài làm chồng và hứa sẽ mãi giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh một ngày suốt cuộc đời em. Xin Thiên Chúa đói thương xác nhận lời tái cam kết của anh chị trước Thiên Chúa và Hội Thánh. Nguyện cho tình yêu Chúa Kitô thánh hóa và mãi mãi nối kết tình yêu của anh chị. Điều Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen. Amen. Và chị Maria thân thân mến, cách đây 35 năm, khi cử hành bí tích hôn phối, anh chị đã cam kết trọn đời thủy chung với nhau trong đời sống gia đình Kitô giáo. Cam kết đó vẫn còn nguyên giá trị trước Thiên Chúa và được Hội Thánh tôn trọng và bảo vệ. Hôm nay để làm mới lại và hoàn thiện cam kết hôn nhân của anh chị, xin mời anh chị nhắc lại lời cam kết đó với lòng tin tưởng và tri ân Chúa Kitô, đứng suốt 35 năm qua đã đồng hành cùng anh chị trong mọi thăng trầm của cuộc đời. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Va, xin Chúa Kitô tiếp tục hướng dẫn và bảo vệ tình yêu vợ chồng và hạnh phúc gia đình của anh chị. Anh Giuse xin xác nhận quyết định không thay đổi của anh là xin chọn em Maria Khang làm vợ và sẽ mãi giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian lao, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Thanh xin xác nhận lại quyết định không thay đổi của em là xin chọn anh Giuse Hưng làm chồng và hứa sẽ mãi giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Thiên Chúa đối thương xác nhận lời cam kết của anh chị trước Thiên Chúa và Hội Thánh. Nguyện cho tình yêu Chúa Kitô thánh hóa và mãi mãi nối kết tình yêu của anh chị. Điều Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen. Amen. Cam kết đó vẫn còn nguyên giá trị trước Thiên Chúa và được Hội Thánh tôn trọng và bảo vệ. Hôm nay để làm mới lại và hoàn thiện cam kết hôn nhân của anh chị, xin mời anh chị nhắc lại lời cam kết đó với lòng tin tưởng và tri ân Chúa Kitô, đứng suốt 43 năm qua đã đồng hành cùng anh chị trong mọi thăng trầm của cuộc đời. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang,
Xin Chúa Kitô tiếp tục hướng dẫn và bảo vệ tình yêu vợ chồng và hạnh phúc gia đình của anh chị. Anh Vinh Xuân Chuyên xin xác nhận lại quyết định không thay đổi của anh, mà xin chọn em Mariana làm vợ và hứa sẽ mãi giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Mariana xin xác nhận lại quyết định không thay đổi của em là xin chọn anh Vinh Sơn Chuyên làm chồng và hứa sẽ mãi giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày trong suốt đời em. Xin Thiên Chúa đổi thương xác nhận lời tái cam kết của anh chị trước Thiên Chúa và Hội Thánh, nguyện cho tình yêu Chúa Kitô thánh hóa và mãi mãi nối kết tình yêu của anh chị. Điều Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân biệt. Amen. Amen. Tưởng đâu là Chúa làm sao nhớ đến con trong 6 tỷ người trên nhân loại này, hay là 90 triệu người Việt. Làm gì mà Chúa có thời giờ để nhớ đến con? Điều đó là cám dỗ của ma quỷ, thưa anh chị em. Chúa vẫn nói rằng Chúa một sợi tóc trên đầu chúng ta rớt xuống cũng không ngoài ý Chúa. Và chim đó, chúng ta thấy chim trời đâu có trồng cấy mà vẫn không, Chúa không để nó đói. Hoa ngoài đồng sớm nở tối tàn mà Chúa cho nó đẹp quá chừng. Người ta bắt chước là hoa nhân tạo, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là hoa giả. Còn Chúa Giêsu nói là chúng con còn quý giá hơn chim trời hay là hoa hành động. Cha trên trời thương chúng con lắm,